Đây là bầy iguana baby của mình. Thì trong bầy hiện tại đang có một bé bị bệnh teo đuôi. Thì hôm nay mình làm clip nói về cách chữa trị bệnh teo đuôi dành cho iguana ha. Kính mong các bạn đón xem. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thú Cưng của Tuấn. Thì hôm nay video clip này mình xin nói về việc chữa trị cho iguana bị teo đuôi ha. Thì nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân iguana bị teo đuôi là do hệ tiêu hóa của bé đang gặp trục trặc, gặp vấn đề dẫn đến việc là tiêu hóa thức ăn không được, ùn ứ phân cũ, phân mới khiến cho cái việc tiêu hóa nó không diễn ra như bình thường và làm cho mấy bé suy kiệt dẫn đến việc bị bệnh teo đuôi. Thì cái biểu hiện của bé là cái gốc đuôi nó bị teo lại, lòi ra hai ngạnh xương đuôi đó, cái gốc đuôi nó bị hớp lại. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều đó thông qua video mình đang dẫn chứng ở trên ha. Thì nếu như mà chúng ta không nhận ra dấu hiệu bệnh sớm á mà có cách chữa trị hợp lý á, thì bé có thể sẽ dễ ra đi đó. Thì có bé thì vẫn sẽ ăn uống bình thường, có bé thì sẽ bỏ ăn. Nhưng mà những bé ăn uống bình thường á thì những bé đó lại là không có tiêu hóa được và nó làm bị ứ lại cái chỗ ruột và dẫn đến bị sình bụng. Còn những bé không tiêu hóa được á thì như bé của nhà mình á thì bé sẽ bị ốm yếu lại, mềm nhũn đi. Mà khi mà mềm nhũn đi ấy, thì rồi nó sẽ rất là khó cứu. Thì những bé ăn được á thì mình chưa gặp trường hợp đó. Còn trường hợp của bé nhà mình thì bỏ ăn thì mình đã quan sát và mình thấy được và mình có phương hướng điều trị kịp thời liền để giúp cho bé bình phục. Với lại xin giới thiệu cái loại thuốc mà mình dùng để cứu chữa các bé ha. Thì đây á, là gói men tiêu hóa. Các bạn có thể mua bất cứ nhà thuốc nào và bất cứ nhãn hiệu nào cũng được. Thì nó giúp là tái tạo đường tiêu hóa của mấy bé và các cơ quan tiêu hóa trong cơ thể của bé. Thì một gói như vậy tầm sẽ là vài nghìn. Có loại tốt thì sẽ mắc hơn. Thì các bạn ra nhà thuốc á, các bạn nói là bán men tiêu hóa dành cho em bé ha. Và ngoài ra thì mình còn có chuẩn bị thêm một cái loại thuốc khác để giúp hỗ trợ cho bé trong việc đi vệ sinh ha. Thì mình đang đi lấy cái, mấy bạn đợi mình xíu ha. Thì đây là cái dụng cụ bơm để giúp hỗ trợ các bé đi vệ sinh ha. Thì cũng là tại nhà thuốc thôi. Các bạn ra nhà thuốc các bạn nói người ta bán cho cái đồ mà bơm hậu môn em bé. Thì nhà thuốc họ sẽ đưa cho các bạn cái này. Thì cái loại này á, nó sẽ giúp cho iguana trong việc đi đại tiện dễ dàng hơn, cũng như là làm mềm phân. Thì như các bạn biết á, là nếu mà phân cũ ứ động lâu á thì nó sẽ gây ra tình trạng có thể là phân rất là cứng, nó bị tắc nghẽn ở trong đó. Cho nên là cái lọ này sẽ giúp cho cái phân nó mềm ra và giúp bé dễ đi vệ sinh hơn. Trên mạng thì cũng có một số anh chỉ cách làm thôi, thì mình cũng thật sự luôn á. Mấy bé mà mắc bệnh này á, mà mấy bạn mà không cứu chữa kịp thời á, thì rất có khả năng mấy bé sẽ ra đi. Đó. Được. Những thứ sao nguyên đàn của mình nó bị xui thiệt. Bị rối loạn tiêu hóa. Nếu mà theo bệnh của con người mình thì có thể tạm nói là như vậy. Rối loạn đường tiêu hóa. Iguana. Iguana. Rồi, ngoan con, uống miếng nữa nha. Uống miếng đi, chiều và cho uống tiếp. Thì
Một ngày vậy á, bạn có thể cho bé uống 3 tới 4 lần ha. Cái hôm bị á, thì mấy hôm mình phát hiện á, tại vì mấy bữa nay mình đi làm cả ngày không à, mình không có nhà quan sát, thì mẹ mình quan sát giùm. Mẹ mình có nói mình là con này nó yếu lắm, cái mình về mình thấy được là cái đuôi bé bị vậy, là bé đang bị đuôi, là bé đang bị teo đuôi, tức là bệnh rối loạn tiêu hóa, không có tiêu hóa được thức ăn cũng như là đào thải phân. Cứ từ từ, cho bé từ từ thôi, ốm à. Chúng mình sẽ quay cho các bạn coi bài này, con nào cũng mập hết, có hai con sinh đôi là thú vị luôn, nó sinh một trứng ra hai con. Cũng như con mình bơm lố rồi. Quá quá thì quá trình chữa bệnh đòi hỏi các bạn phải kiên nhẫn, hàng ngày các bạn làm cái chuyện đó, hàng ngày mình mới bơm cho bé khoảng được một chút xíu thôi, thì mình bơm khoảng một chút nữa, tại vì một lần bé chỉ uống vài giọt là được rồi. Đó, để cái men tiêu hóa nó vô đường tiêu hóa, nó giúp tái tạo lại cái hệ tiêu hóa của mấy bé, để cho mấy bé gọi là hoạt động lại cái bộ phận tiêu hóa ha, thật là tốt, cơ quan tiêu hóa thật là tốt. Thì mình chữa ngày hôm nay ngày thứ tư rồi, thì mình thấy là nó có khả quan ha, bé ăn uống lại được. Thì căn bệnh này á, nó cũng tùy con, có con sẽ ăn được, có con sẽ không ăn được, con sẽ bỏ ăn luôn, và có con nó vẫn ăn bình thường à, nhưng mà nó không ị được, hoặc là nó ị nhưng mà chừa là những cái phân cũ á, khiến cho cái bụng của nó bị phình lên. Thì bơm hormone này á, trên một cái clip của anh Nam Ngô có chỉ ha, thì mình thấy cũng khá dễ, cũng không có khó lắm đâu. Thì mình bơm 4 ngày nay á, thì mình vừa bơm xong khoảng nửa tiếng sau là bé bắt đầu gồng lên và rặn ra những cục phân ha, đa số là những cục phân rất là cứng luôn, nhưng mới hôm qua là phân không màu đen mà rất là cứng. Đây thì là như vậy, đây là cái phần hậu môn của bé ha, đang đóng ha. Thì bạn chịu khó là dạch đây nè, đó, dạch ra, ngoan con ơi, đợi xíu nha, ba làm nhanh lắm, dạch ra và đưa vô khoảng một xíu thôi, bơm vô, đó, bạn bơm gì nè, thấy không, thấy không, rồi để bé xuống, rồi nghỉ ngơi đi con, ngoan, giỏi quá, cố lên nha, xong. Đó thì khoảng tầm xíu nữa bé sẽ gồng, đó vừa xong là bé lại rặn ỉa luôn, đó bé ỉa ra urat nè, urat trắng. Đây là cái này là kích thích đi vệ sinh cho bé. Bây giờ kích thích bé đào thải ra cũng như là làm mềm phân, thì cái hoạt động này mình sẽ làm một ngày một lần thôi, tại vì như vậy mấy bé rồng mới rặn rất là mất sức, cho nên đó chúng ta chỉ làm một lần trong một ngày duy nhất. Còn việc uống men tiêu hóa các bạn có thể dùng 3 tới 4 lần, như các bạn như cứ ăn cơm các bạn nha, sáng trưa và chiều ha. Rồi bye bye các bạn nha, nếu như các bạn thấy hay á thì like share nhầm, nếu như các bạn thấy hay á thì like và subscribe kênh giúp mình nha, để mình có động lực làm ra những video mới ha. Với lại chúc bé mau khỏe nha. Cố lên nha con.